Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Những ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh ta trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu có người nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi sao lại có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đó là lời Chúa. Kính thưa Công đoàn, Thánh Phaolô nói: như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng cách biệt con người bấy nhiêu. Và rồi nếu chúng ta đọc lại trong cái hành trình cứu độ, trong công trình cứu độ, trong lịch sử cứu độ, chúng ta sẽ thấy điều đó cứ tái diễn và tái diễn cho tới ngày hôm nay. Trang sách Samuel mà chúng ta vừa nghe rất hấp dẫn. Samuel được Đức Chúa sai đi đến mà sức dầu cho một người mà Đức Chúa chọn. Thoạt đầu Samuel nhìn cái dáng vẻ bên ngoài con của ông Giô-sê cao to đẹp trai. Thế nhưng mà Đức Chúa bảo không được. Ta không chọn cái người cao to đẹp trai với cái dáng vẻ bên ngoài. Ta chọn theo ý của ta. Và 7 người con ở nhà của Giô-sê không phải là người mà Đức Chúa chọn. Cuối cùng Đức Chúa chọn anh chàng David bé bé con thôi. Và Samuel đã sức dầu cho David. Và từ ngày ấy, thần khí của Đức Chúa ngự trong David. Và chúng ta thấy, chúng ta còn nhớ trong trận chiến với quân Amalek, David với cái giàn ná đã bắn chết tên khổng lồ Goliath. Dưới cái nhìn của con người thì David thấp bé và không có khả năng để mà chiến thắng quân Amalek.
Thế nhưng thần khí của Đức Chúa ở trong David, và David đã làm những điều mà con người không nghĩ ra, và con người thường hay khinh bỉ với cái dáng vẻ bên ngoài. Và với trang tin mừng hôm nay, chúng ta lại càng thấy hấp dẫn hơn. Giữa cái đám đông có một anh chàng mù từ thuở bẩm sinh. Và người ta dán nhãn cho anh rằng là con người anh là con người tội lỗi. Và hôm nay chúng ta lại bắt gặp hình ảnh của một anh Giê-xu rất là dễ thương. Anh ta đến để mà hôm nay hơi chơi bẩn một tí xíu, lấy nước miếng của mình trộn với bùn để mà làm phép lạ cho anh chàng mù này được sáng mắt. Thế nhưng mà giữa cái đám đông đó, người ta không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Không chỉ rằng phán với cái anh chàng mù rằng là mày là cái thằng mù, nhưng người ta cũng không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu độ trần gian. Bởi vì Chúa Giê-xu chữa bệnh cho anh mù trong ngày Sa-bát, và người ta dán một cái nhãn lớn vào Chúa Giê-xu: kẻ tội lỗi này mà đòi làm cái chuyện chi? Và chúng ta thấy giữa cái đám đông đó không nhận ra quyền năng của Chúa Giê-xu, đã dán nhãn nơi cái anh mù này và cho rằng anh mù là vì tội lỗi mà anh ta mù. Đó là những câu chuyện trong tin mừng mà chúng ta vẫn bắt gặp được khi con người người ta dán nhãn cho nhau và người ta nhìn lầm nhau. Thiên Chúa nhìn khác con người nhìn khác Thiên Chúa. Nói tới đây con nhớ tới cái câu chuyện của Khổng Tử và học trò. Năm đó nạn đói hoành hành từ nước Lỗ sang nước Tề. Khổng Tử dẫn một đàn học trò đi và đói quá. Và một ngày hôm đó có một người cho thầy trò được một túm gạo. Thế là mừng, bởi vì hôm nay được ăn cơm. Khổng Tử mới nói với học trò rằng là bây giờ chúng con đi vào rừng hái rau đi, để mà làm một bữa cơm, lâu ngày rồi chúng ta không có cơm ăn. Một học trò còn lại ở nhà tên là Nhan Hồi. Nhan Hồi nhận nhiệm vụ nấu cơm. Khổng Tử nằm võng đọc sách đu đưa trong nhà và nhìn ra mái hiên thấy Nhan Hồi nấu cơm. Và bỗng dưng ánh mắt của Khổng Tử nhìn thấy Nhan Hồi lấy cơm cho vào miệng. Và Khổng Tử cảm thấy giận lắm. Bởi vì một người học trò thân tín, thương tín của mình, tại sao lại ăn cơm hớt của thầy và trò? Thế nhưng rồi Khổng Tử im lặng. Đến khi mà cơm dọn lên, Khổng Tử mới nói: lâu lắm rồi chúng ta mới có bữa cơm ngon như thế này. Thầy muốn bới ra một phần để mà cúng cha mẹ của thầy. Thế nhưng Khổng Tử Nhan Hồi nói: thưa thầy và các bạn, hồi nãy khi nấu cơm, con ghế cái nồi cơm con mở nắp lên thì có cái mùi khói, mùi than nó bay vào. Con sợ nếu mà đảo hết cái nồi cơm thì cơm sẽ bẩn và thầy cùng anh em ăn nó bị bẩn. Nên con đã lấy cái phần cơm nó dính than con ăn trước. Bây giờ con chỉ ăn phần rau thôi. Và cơm này con đã ăn rồi nên không cúng được nữa. Khi Khổng Tử nghe như thế thì Khổng Tử mới tá hỏa ra và nghĩ bụng: mém một chút xíu nữa là mình đã đuổi thằng học trò quá dễ thương như thế này. Đó là câu chuyện của Khổng Tử và Nhan Hồi. Và còn biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vẫn nhìn những người nghèo khổ, những người tật nguyền là những người tội lỗi. Và chúng ta vẫn thường cho chúng ta là nhất và chúng ta là người nhất hơn người khác. Chúng ta thấy một ai nào đó làm điều gì xấu là chúng ta kết án họ. Con có suy nghĩ khác người về những trường hợp gọi là tệ nạn. Con xin lỗi, có những cô làm cái nghề bán chôn nuôi miệng. Có khi mình nhìn thấy là xấu xa, nhưng mà mình đâu có biết được có những người cố tình làm cái nghề đó. Nhưng rồi có những con người họ không tìm được lối thoát. Họ cuối cùng họ phải đi làm cái nghề đó.
Mình may mắn hơn họ, tại sao mình kết án họ? Mình đâu có hiểu được lý do tại sao và nhân thân của họ như thế nào. Có thể họ đi làm cái chuyện đó để về mua thuốc cho cha, cho mẹ mình uống hay sao? Mình đâu biết được sự thật bên dưới nó là gì. Ấy vậy mà nhiều lần, nhiều lúc mình vẫn kết án anh chị em đồng loại và mình lầm. Hết cái lầm này đến cái lầm khác. Dân Do Thái lầm. Và rồi cuối cùng họ đã giết một Giê-xu vô tội trên cây thập giá. Ngày hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa chay, chúng ta đang bước gần vào cái mầu nhiệm thập giá. Chúng ta bước gần vào cái mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giê-xu rồi. Và bao nhiêu tội lỗi của chúng ta đã oằng trên vai, oằng lên khuôn mặt của Giê-xu chỉ vì cái lầm và chỉ vì cái tôi của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình, để chúng ta nhìn anh mù, không phải anh mù vì tội lỗi, nhưng mà vì cái bẩm sinh của anh ta. Và chúng ta nhìn lên một Chúa Giê-xu là cha giàu lòng thương xót. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Vì đời con bao thấp hèn, vì đời con yếu đuối lắm, nhưng mà Chúa vẫn thương chúng ta. Tại sao chúng ta lại không chạnh thương anh chị em đồng loại, mà chúng ta lại kết án anh chị em đồng loại? Xin cho chúng ta ngày hôm nay nhìn lên Chúa Giê-xu, nhìn lên khuôn mặt của Chúa Giê-xu, nhìn lên tấm lòng của Chúa Giê-xu, một tấm lòng chạnh thương, dẫu rằng con người đó vẫn bị người đời kết án là xấu xa, người đời kết án là tội lỗi. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ hình ảnh của anh Lazaro nghèo. Anh nghèo, nhưng rồi cuối đời, anh được hưởng nhang Thiên Chúa. Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ đến hình ảnh của những người đĩ điếm và thu thuế. Chúa Giê-xu nói, không khéo, những người đĩ điếm và phường trộm cắp lại vào thiên đàng trước các ngươi. Xin cho chúng ta đừng đánh giá, đừng kết án ai với cái vẻ bên ngoài, nhưng xin cho chúng ta có một ánh mắt chạnh thương, có một lòng thương cảm với những người bất hạnh, với những người tội lỗi, với những người yếu đuối sống chung quanh chúng ta.